Xin kính chào toàn thể bà con nhé. Nay cũng tranh thủ muộn thì em cũng lên một cây máy Mitsubishi T170 cây này có lòng bê tông là 37 ly nhé, 37 ly. Khoan cước thì cực kỳ mạnh, em cũng thì qua sơ qua cho bà con nhé. Qua sơ qua thì bà con thấy được tình trạng máy thì cực kỳ đẹp nhé, tình trạng máy thì cực kỳ là đẹp máy. Lắp xăng cực kỳ kín, lắp xăng kín. Bộ e gió thì tình trạng rất là đẹp đấy. Tình trạng máy này thì cực kỳ bền đấy. Bà con những ai sử dụng máy bình xăng trên rồi thì như đã còn đánh giá thì bánh này cực kỳ bền. Tum này, tum nhôm nhé. Tum nhôm. Tum này thì nó hạn chế độ nóng của máy tỏa ra, rất là bớt nóng. Đây là công tắc bật lên bật xuống. Công tắc nhôm. Tình trạng máy thì nóng cây mới. Nóng máy, máy Nhật thì những tiếng máy như thế này thì em đánh giá như máy này xài rất là bền. Vài 3 năm, nói chung là có những máy xài đến cả 10 năm. Chứ không như những máy chất liệu máy kia. Máy tàu thì xài 1-2 năm là nó hư thôi. Nhưng máy này thì không thua kém gì. Trong những dòng bình xăng trên thì máy này nó vừa xếp vào hãng như đến Robin rồi Komatsu rồi đến Mitsubishi. Thằng này nói chung là dạng này thì cũng rất cực kỳ ok nhé. Đây. Cần này thì xoay bao xoay. Xoay cực kỳ xoay dễ xoay luôn. Không hư không hỏng gì vì nó đã có chốt then chốt đây. Bao đẹp luôn. Tình trạng máy này thì em đã lắp cước sẵn vào đây. Đó. Chụp cước vào đây. Em đã thay tag bóp cực kỳ dễ sử dụng. Tình trạng cần và máy thì cực kỳ đẹp. Nói chung là cũng em đánh giá máy này cũng 8-9 điểm chứ không có thua kém gì. Máy này thì cực kỳ ok nhé. Cùng kiếp ốc đây. Giờ em sẽ nổ thử máy để bà con nghe thử. Kỳ nó dễ nổ. Bà con có chốt cái máy thì có gì cứ alo trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Facebook cho em nhé. Cái số điện thoại của cửa hàng của em là 0947 594 678. Số điện thoại là 0947 594 678. Video em cũng xin được tới đây. Xin chúc bà con thể bà con một đêm thật ngon giấc. Xin cảm ơn.